Alo, vâng, và ra đến với trận thi đấu thứ hai. Vâng, rất nhanh trong trận thi đấu đầu tiên khởi động, dường như các cầu thủ bên phía Hà Nội không muốn kéo dài những tên khởi động trong trận đầu tiên thì phải. Và sẽ đến với trận thi đấu thứ hai này, hiện mình là có Min Baby Sangpho. Và ta quay trở lại với trận thi đấu thứ hai này. Min Pho Sang Baby là quân cầu thủ bên phía Hà Nam, và bên mình là bên kia là có Yamin Mark Sepho. Vâng, đây là trận thi đấu mà nhìn quân bên mình là có khá nhiều sự lựa chọn trong một thế trận gọi là đánh chém và đánh cung. Và đây là màn hình máy Min One đến từ Hoàng Mai Nhi. Vâng, liệu rằng trận thi đấu này bên mình có một bài game thủ nào có đánh A không bên kia, khi bên kia có một Macedonian. Vâng, đây trận thi đấu mà bên mình là có hệ cung Pho Sang và Baby, mình vậy còn khá tương đồng sao. Vâng, nếu như để trận thi đấu này Macedonian trong tay Văn Nhất, có thể những tình huống có thế nhảy khung và đội bạn có thể chảy được những chiếc nhà BI chương 3 đều. Xem thi đấu mà hơi vâng sẽ là hơi mất tay và hơi khó chịu đến từ bài đấu đánh cung chủ lực. Thì đây là một bài đấu bên mình toàn thuần cung R. Đây là màn hình máy của King Kong, một trận đấu cầm Sang đẩy vào trong cánh này. Vâng, chúng ta quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Và thời điểm đầu tiên thông tin báo về từ Dương Gọi về trận thi đấu mà như phán đoán Morton và game thủ Van Lop có những tình huống dâng nhà quân. Vâng, đây trận thi đấu mà ta sẽ trở lại với màn hình máy của Dương Gọi với bài đấu Babylon. Và dường như đây là trận thi đấu mà Dương Gọi đánh với 22 dân thì phải.
Vâng, liệu rằng là 22 dân hay là 23 dân trừ 1 đây, đóng đẩy thẳng cánh mình. Vâng, xanh kinh công trong này thì sao? Một map đầu đánh với 26 dân. Ở trận thi đấu mà kinh công là bài thế, bài có thế không rộng. Vâng, sẽ thỏa sức phát triển dành cho bài đấu của người cầm xanh. Đó, cái bài này đấy thực sự bảo kê đến từ Dương Còi, và đầu cánh Dương Còi đó chính là game thủ người cầm màu 3 Cam Quýt. Vâng, Cam Quýt trận thi đấu này là cầm Min Oan, và ta chờ đợi xem Cam Quýt sẽ là bài đấu đánh gì. Một bãi vàng hiện tại là bo bế nó khá đẹp. Vâng, Maxe Min Oan. Vâng, đối đầu với Min Oan tại cái bên này, và turn này sẽ là ca sát thương có hơn dành cho Dương Còi khi con giò của em là một con giò đầy đủ công giáp. Đạt được 4 dân. Vâng, 4 dân của game thủ Cam Quýt vừa phải nằm xuống, và con giò Quýt là con giò chưa có giáp. Vâng, turn này thoải mái chơi. Vâng, giò không có giáp thì cảm giác cái sát thương của nó khi mà đứng tụm với thằng 5-5-6 nông dân thì nó không, vâng, nó không thành vấn đề. Vâng, bãi vàng của Cam Quýt đã bò bế. Vâng, chắc chắn vẫn còn có một turn dân ăn thực. Đây là Hoàng Mai Nhi, anh sẽ đánh A trong map đấu này. Dường như anh mất đi 2 dân thì phải. Ồ không. Một thế trận mà bên lớp là người dâng chiếc nhà BL và đang có turn đập. Đang chọc ra khó nhói xuống cánh bên này. Dường như mình bị mất khoảng 3-4 dân trong turn chọc giò vừa rồi. Đang 3-4 dân cái thời điểm ban đầu đập ngay vào cái bầy hươu, ảnh hưởng khá nhiều đến lượng lực của Hoàng Mai Nhi. Và hiện tại anh đang cơ cầu cho mình một cái hốc. Và hơi đáng tiếc trong cái hốc này thì bên trong có ai có vàng bơm cho anh Bách một turn nhá. Bơm cho màu 5 một ít vàng. Vâng, một trận thi đấu mà Min Oan trong tay Hoàng Minh Nhi. Và anh có hốc, nhưng mà thực sự là đây cái hốc cũng chỉ là một tự tạo. Và không có khoảng trống vẽ ruộng và bãi vàng của mình. Vâng, đây là điểm yếu và turn cung rờ. Vâng, kinh công sang đây đỡ cho một turn. Còn bên trong còn có hai chém một giò đấy. Và nói trận thi đấu này, những turn chọc giò đầu tiên đến từ bên lớp là khá thốn. Nhưng mà nó đâm ngay vào bầy hươu mà Hoàng Minh Nhi anh đang ăn hoang. Vâng, đây là lượng lực để Hoàng Minh Nhi anh có thể... Vâng, có thể lên A. Và hiện tại vâng, thi đấu với chém khỏe thì có lẽ là sang bên mình phải cần có giáp. Đúng rồi, máy tí thì sao, timeline là 21. Vâng, cái bên này của tí là đối đầu với game thủ người cầm màu 2. Vâng, hiểu rằng trận thi đấu này màu 1 đã mất nhiều dòng dân chưa. Vâng, màu 2 là thế bài của Văn Nhất, cũng một bài đấu Max C nó khá liều tiêu. Vâng, Max C không có hốc như này. Đấy rồi, phát hiện ra một khoanh ruộng ấm. À đây, đây chỉ là một hai chiếc ruộng. Và đã có y đến từ game thủ người cầm màu 2. Đó, hai tay hai đạo đến từ tí. Vâng, liệu rằng đã thả vào bãi vàng của Macedonian chưa? Hiện tại thì dường như bài đấu mà màu 2 đã bắt đầu tụ được nhân vị y. Và tí cũng là người đang bị mất tham lai tại cái bên này. Vâng, diễn dứ và thả một con cung rờ bán được bãi vàng để feed Maxe. Vâng, vẽ ruộng tại nhà Hoàng Mai Nhi. Rồi, có lẽ Min Oan turn thi đấu này mình sẽ không khỏe. Anh sẽ phải một người giữ tham lai và tụ dần số lượng cung A của mình. Dương Còi. À, cánh bên này Dương Còi vẫn đang tươi. Alo. À vâng, vâng, xin chào bạn Nguyễn Tâm. Vâng, muốn xem tân cung Hoàng Minh Nhi đẩy cung rờ, đẩy cung. Vâng, thì có lẽ anh em cứ theo dõi xuyên suốt trong buổi chiều nay thì chắc chắn phải có tầm hơn 10 10 trận thi đấu chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những tân thi đấu đẩy cung rờ và đánh thế chủ lực đến từ Hoàng Minh Nhi. Em cứ nán lại đi, đừng có đi đâu. Vâng, xin chào anh Nguyễn Tử Hoàng. Vâng, nếu tiếng game hơi bé thì anh em sẽ tăng lên cho anh em. Vâng, có lẽ thời điểm này ta sẽ chuyển sang màn hình máy của kinh công đi. Một bài đấu em đánh cung chủ lực. Một timeline đang nở lên khá tươi đến từ bài đấu của xanh. Hiện tại timeline của em là gần 8 xích rồi. Một bắt đầu kinh công timeline 80. Và đây là máy của Hoàng Mai Nhi. Bởi không, thời điểm này không có thể khỏe được. Đang có một tình huống mặt. Vâng, rất đông chém đến từ Vlog đang bao vây nhà của Hoàng Mai Nhi trong turn này. Và anh em nào có gỗ bơm cho màu 5, có gỗ bơm cho màu 5 tí nhá.
Và một thế trận khó. Đây là trận thi đấu mà một game thủ người cầm M1 đang có turn chém khá đông. Vâng, chém hơi khỏe dành cho Vlove trong trận thi đấu này. Minwan mình không không thở nổi.